Xin chào quý khách hàng ha. Thì hôm nay mình chuẩn bị giao một cái lô hàng máy phân bàn hiệu KTK gồm nhiều model cho khách. Ví dụ như đây là cái model máy khoan bàn có chức năng Taro là GT340B gắn thêm cái đầu hai mũi là D76. Hai mũi đây. Gắn sẵn vô thì hơi nắng ha. Đói. Đó. Đây là cũng là cái đầu máy 350 340B. Máy mới tân xà banh luôn, hàng mới 100% luôn ha. Thì máy khoan vàng KTK này có giá thành phải chăng, bảo hành 12 tháng luôn với hàng sẵn luôn. Thì mình sẽ hỗ trợ giao hàng tận nơi. Xuyên yên bên ông được không? Trời ơi, chưa xuống hết. Xuống như vậy dài nữa, bởi luôn cái đế. Rồi ra từ máy đi. Giao con lô khoảng lô này mình phải giao khoảng 11 cái ha. Mình chỉ thấy mình về nhà, nó đi về nhà nó thấy mình là có mùi là tự phân nhau mấy bữa. Mùi ngày nào cũng chơi. Máy khoan nhiều mũi, máy khoan Taro nhiều mũi, máy khoan thông thường luôn. Bảo hành 12 tháng. Không bây giờ nó thấy mình ngồi nhậu bất cứ người nào về trước không.